Cho con hỏi là khi nào sẽ có đại hội kết tập kinh điển lần thứ 7? Sẵn nói luôn nha, cái câu niệm này là nó sai ngữ pháp nha, cho nên là thôi, một là mình niệm theo đúng Phật giáo Nguyên Thủy là Nam Mô Tát Xá đi ha, còn hai là thôi mình cứ niệm tiếng Việt giùm cái, chứ còn chế như vậy nó kỳ lắm. Cái chuyện chừng nào có đại hội kết tập kinh điển á, thì nếu như mình nói vui á, là chừng nào chánh pháp suy vong thì họa chăng mình sẽ có cơ hội thấy. Tại vì dựa vào các cái lần kết tập trước là khi á, mà có cái sự kiện là người ta hiểu sai về chánh pháp rất là nhiều, nó dẫn đến cái chuyện là chánh pháp suy vong trước thời hạn. Tức là lẽ ra đó thời hạn là 5.000 năm, nhưng mà do chúng sanh làm như thế nào đó khiến cho chánh pháp bị suy vong sớm hơn, thì các vị A-la-hán vì lòng thương tưởng đối với chúng sanh và vì sự tôn kính đối với chánh pháp thì các ngài xuất hiện để kết tập tâm tạng. Cho nên là trừ khi nào mà Phật pháp mình nó đối diện với cái suy vong đó, thì có lẽ có cơ hội là có lần kết tập kinh điển tiếp theo. Còn bây giờ đó, các cái phương tiện để lưu trữ kinh tạng đã có rồi, kinh tạng Pali rồi chú giải sớ giải đã đầy đủ rồi, muốn nghiên cứu là có, thì cái khả năng nó rất là hiếm.